Nissan GT-R là một cái chiếc xe là niềm mơ ước của biết bao nhiêu thanh niên, biết bao nhiêu thế hệ. Thế nhưng mà ở Việt Nam thì tiền đâu để mua GT-R mà GT-R đâu để mua bây giờ? Nếu như chúng ta bỏ ra một cái mức tiền dưới 600 triệu để mua một cái chiếc xe sử dụng công nghệ của GT-R thì sao? Đó là chiếc Nissan Almera với mức giá 590 triệu. 590 triệu thì chúng ta có cái gì của GT-R? Cùng xem video nhá. Bắt đầu thôi. Chúng ta đi thẳng luôn vào nhân vật chính của chiếc xe này, đó chính là khối động cơ. Vậy thì cái khối động cơ này nó được thừa hưởng cái gì từ động cơ của GT-R? Đó là một cái công nghệ nó có tên là Mirror Bore Coating. Cái công nghệ này thì chúng ta có thể hiểu nôm na là cái thành của xi lanh ấy, thành của bóng đốt ấy. Nissan họ đã tận dụng cái công nghệ được áp dụng ở trên chiếc GT-R, đó là phun một cái lớp sắt mỏng làm thành của xi lanh. Và cái điều này thì nó sẽ giúp cho cái phần viền đấy nó chỉ mỏng có 0,2mm mà thôi, tức là nó mỏng bằng 1/10 so với cả những cái thiết kế truyền thống. Và với cái việc là áp dụng cái công nghệ như thế này ấy, thì cái khối động cơ này chúng ta sẽ có rất nhiều điểm lợi. Thứ nhất là nó nhẹ hơn, thứ hai là nó tản nhiệt tốt hơn, và thứ ba là nó sẽ giảm ma sát của xi lanh. Cái điều này thì nó sẽ giúp cho cái khối động cơ này nó sẽ hoạt động mạnh hơn, cũng như là sẽ tiết kiệm nhiên liệu hơn. Thực ra là cái khối động cơ này ấy, nó được trang bị trên rất là nhiều dòng xe khác nhau, chứ không phải mỗi chiếc xe này đâu. Nhiều dòng xe ví dụ như là những cái chiếc Clio đến từ Renault này, rồi những cái chiếc Dacia thì cũng đã được trang bị cái khối động cơ 1.0 tăng áp 3 xi lanh giống như là ở trên chiếc Almera này. Nói qua một chút về cái hộp số ở trên chiếc xe này đi, thì cái hộp số mà chúng ta có ở trên cái phiên bản full, phiên bản cao nhất thì nó sẽ là hộp số CVT. Ngoài ra thì Nissan trước đây họ cũng đã từng bán một cái phiên bản gọi là số sàn. Nếu như mà các bạn nghe đến một cái chiếc xe mà gọi là số sàn động cơ tăng áp thì các bạn sẽ nghĩ đến những cái chiếc JDM đúng không? Nhưng mà rất tiếc là bây giờ những cái phiên bản đấy thì không được bán nữa rồi. Chúng ta sẽ chỉ có những cái phiên bản sử dụng động cơ CVT thôi. Cái công suất đầu ra của cái khối động cơ này thì chúng ta sẽ đạt được khoảng loanh quanh đâu đấy khoảng hơn 98 mã lực. Thế nhưng mà cái mô men xoắn cực đại thì nó sẽ đạt được là 152 Nm, tức là một con số nó tương đối là ấn tượng so với cả cái phân khúc sedan hạng B trên thị trường bây giờ. Và một cái điểm nữa là cái chiếc xe này nó có tăng áp, thế cho nên là cái giải mô men xoắn mà chúng ta đạt được cực đại ấy, thì nó phẳng, chứ nó sẽ không như những cái khối động cơ hút khí tự nhiên, tức là mô men xoắn cực đại các bạn chỉ đạt được ở một điểm vòng tua nhất định thôi. Chính vì thế cho nên là cái khả năng tăng tốc ở những cái chiếc xe tăng áp, mặc dù là cái dung tích xi lanh nó nhỏ, thì nó vẫn sẽ đem lại nhiều cái cảm giác nó vui vẻ hơn, đặc biệt là di chuyển ở trong đô thị. Lát nữa thì mình sẽ chia sẻ thêm sau về cái cảm giác cái khối động cơ này nó mang lại đi cùng với cả cái hộp số CVT thì nó như thế nào. Trước khi đi sâu vào nội thất và trải nghiệm lái thì chúng ta sẽ nói qua một chút về ngoại hình của chiếc xe này. Thực ra trong phân khúc sedan hạng B thì chiếc Almera từ lúc nó ra mắt cũng là một những cái chiếc xe mà tạo cho mình nhiều cái ấn tượng nhất về cái thiết kế ngoại hình của nó. Đầu tiên là cái phần đầu xe thì các bạn có thể thấy là cái thiết kế của Nissan những cái năm gần đây, chúng ta sẽ luôn có một cái đường viền chrome hoặc là một cái đường viền chữ V nó nổi bật ở trên phần đầu xe. Và nếu như mà nhìn vào cái chiếc Almera này, thì các bạn có thể thấy là nó có rất nhiều những cái nét thiết kế tương đồng với nhiều những cái dòng sedan khác của Nissan, tuy nhiên là không được bán ở Việt Nam. Nhưng mà mình có thể kể tên đến như là Nissan Sentra hay là Nissan Altima, là những cái dòng xe mà bán cũng tương đối chạy ở Mỹ á. Thì cái chiếc Almera này nó cũng sẽ có một cái thiết kế nó tương đồng với cả những cái dòng xe ở phân khúc cao hơn. Nếu như các bạn không biết thì cái chiếc Nissan Almera này cũng được bán ở thị trường Mỹ. Thế nhưng mà cái tên của nó là Nissan Versa, và cái động cơ của nó là 1.6 hút khí tự nhiên, chứ không phải là động cơ 1.0 tăng áp như thế này. Ngay kể cả cái phần đuôi xe
phần đuôi xe của Emerald, nếu như các bạn nhìn vào hình ảnh thì cũng có thể thấy là cái thiết kế của nó tương đối là trẻ, cũng như là cái phần đèn hậu nó làm một cái hiệu ứng nó tương đối là thể thao. Thực sự thì mặc dù đây không phải là một cái chiếc xe nó thiên về cái khả năng gọi là chạy vui vẻ, hay là một cái chiếc xe có cái tính hơi chầu chầu tí, thế nhưng mà cái thiết kế của nó thì đem lại một cái cảm xúc nó tương đối là trẻ. Cái không khí, cái bầu không khí ở đây nó rất là trẻ. Tuy nhiên thì tất nhiên với một cái chiếc xe phân khúc hạng B và cái số tiền chúng ta phải bỏ ra không quá nhiều, chúng ta không thể đòi hỏi nhiều. Nhưng mà điểm đáng tiếc ở đây nó chính là bộ mâm. Nói chung là xe hạng B mâm tầm 15 inch thì mình thấy nó cũng bình thường, rồi Vios rồi các thứ thì nó cũng như vậy. Nhưng mà các bạn có thể thấy là nếu như mà nói về mặt thẩm mỹ không thôi nhá, và nó hơi tham lam một tí, thì nếu như mà chúng ta có một cái phần mâm xe nó lớn hơn mà nó lấp đầy được cái phần hốc bánh xe này, thì lúc đấy là cái ngoại hình của cái chiếc Amira này có thể nói là không có góc chết đâu. Mình cũng đã từng xem khá nhiều những cái bản độ của nước ngoài, họ lắp những cái bộ mâm JDM, xong rồi họ lắp những cái bộ mâm lớn vào đây, thì lúc đấy thực sự là cái chiếc Amira này nhìn nó cực kỳ là thu hút, thực sự là như thế luôn. Một cái chi tiết nữa là ở trên phần thân xe chúng ta sẽ có gương đặt ở vị trí trên cánh cửa, né được cái trụ A ra. Thứ nhất là chúng ta cải thiện được về tầm nhìn, và thứ hai là về cái cảm giác nó liên lạc với cả chiếc xe, nhìn nó thể thao. Nhắc đến xe gia đình thì không thể không nhắc đến không gian cốp, đúng không? Đây là xe 5 chỗ nhưng mà có thể chở được 7 người, bởi vì trong cốp thì chở được thêm 2 anh Tân nữa. Ôi, thế tối qua nằm đây à? Ôi, say quá. Ôi. Ở bên trong chiếc Amira, nếu như mà nói trên phương diện là vị trí lái của mình, thì các bạn có thể cảm thấy là cái nội thất của chiếc Amira ấy, nó đơn giản nhưng mà nó không hề thô sơ một tí nào đâu. Trước tiên chúng ta sẽ nói về cái chất liệu ở trong phần nội thất chiếc Amira. Phần lớn thì tất nhiên là một cái dòng xe hạng B mà mức giá nó dưới 600 triệu thì chúng ta sẽ không thể nào đòi hỏi nhiều. Chúng ta sẽ có phần lớn là những cái chi tiết làm bằng nhựa cứng thôi. Thế nhưng mà trên phần mặt táp lô chúng ta sẽ có một cái phần bọc da. Đọc ra và các bạn có thể thấy là những cái đường chỉ khâu như này thì đều là những cái đường chỉ khâu thật hết. Nó đem lại một cái cảm giác nhìn nó rất là tích cực và nhìn nó khá là thích mắt đấy. Chỉ có một cái điều đáng tiếc là giá mà cái phần màu, ví dụ kiểu màu kem như này, mà nó đồng đều với cả cái màu nội thất, thì cái chiếc xe này nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Thực sự là như vậy luôn. Một cái chi tiết nữa mà cũng rất là thích mắt ở đây, đó chính là cái thiết kế vô lăng của chiếc Amira. Nói thật là nếu như mà vài năm trước mà Nissan họ có cái thiết kế vô lăng như thế này trên những cái dòng xe khác của họ ấy, thì mình tin là doanh số của Nissan nó sẽ tốt hơn rất nhiều. Bởi vì là thiết kế vô lăng của chiếc Amira thực sự là rất đẹp. Nó trẻ, nhìn nó cũng thể thao, đi cắt ở phía dưới, và cái cảm giác cầm nắm thì nó cũng tương đối là dễ chịu. Tuy nhiên thì sẽ có một cái chi tiết nhìn nó hơi đáng buồn ở đây. Đó chính là trên phần vô lăng này sẽ bị có một cái nút chờ đen tương đối là lớn. Lý do là bởi vì nó bị cắt mất cái tính năng Cruise Control. Thế nhưng mình nghĩ là như các bạn mua xe về mà không ngại đến cái đoạn kiểu lo hãng không bảo hành ấy, thì các bạn có thể retrofit cái phần Cruise Control này vào. Nó cũng không có gì quá là khó khăn cả. Phía đằng sau vô lăng chúng ta sẽ có một cái phần đồng hồ nửa digital, nửa analog. Tức là cái phần đồng hồ hiển thị tốc độ thì chúng ta vẫn sẽ có cái giao diện là kim số truyền thống. Thế nhưng mà ở phía bên cạnh thì chúng ta sẽ có một cái phần màn hình LCD, và trên đây thì có thể thay đổi được những cái giao diện hiển thị, cũng như là các bạn có thể truy cập vào cái phần setting để điều khiển những cái tính năng bật tắt, tính năng an toàn các thứ của chiếc xe. Tính năng an toàn á, tính năng an toàn ở trên chiếc xe này thì có thể nói là nó cũng tương đối ổn, thậm chí là nhiều cái nó còn vượt hơn ở trong phân khúc. Có thể kể đến như chiếc xe này là cái chiếc xe hạng B nhưng mà có trang bị cam 360. Nó được trang bị cam 360, thực ra chất lượng cam thì mình thấy là nó đủ dùng thôi. Thế nhưng mà bởi vì nó có cam 360 cho nên là cái việc các bạn đi ở trong đô thị, các bạn đỗ xe, các bạn xoay sở ấy, nó cũng sẽ giúp ích tương đối nhiều. Đặc biệt là với việc là chị em đi xe hàng ngày thì có cam 360 nó cũng có ích. Cái thứ hai nữa là chiếc xe này nó sẽ được trang bị những cái hệ thống, ví dụ như là cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, hay là có cảnh báo điểm mù ở hai bên gương. Đó là những cái trang bị an toàn mà mình nghĩ là nó khá là nổi bật so với cả cái phân khúc xe sedan hạng B ở trên thị trường Việt Nam bây giờ. Đi qua một chút về cái phần màn hình giải trí của chiếc Amira. Thực ra cái phần màn hình này nhìn thì mình thấy là nó cũng không phải là quá thô đâu, nhìn nó vẫn đẹp. Căn bản là cái màn hình này chúng ta có thể sử dụng được Android Auto và Apple CarPlay. Cắm dây vào là chúng ta có thể sử dụng ngay. Và cái kích thước màn hình như thế này so với cả không gian của chiếc xe ấy,
Mình nghĩ là nó không nhỏ đâu, nó không nhỏ đâu. Thậm chí là nhìn nó còn tương đối là sướng mắt đấy. Nếu như mà các bạn cắm Apple CarPlay lên đây, sử dụng rất là thoải mái. Và cái độ mượt mà của nó thì không phải là mượt như lụa được, thế nhưng mà nó đủ dùng và nó không bị tạo ra một cái cảm xúc là nó quá lác, gây ra một cái cảm giác khó chịu. Thực sự là cái phần màn hình này mình thấy là ổn, sống với nó được, sống tốt hơn thằng khác luôn. Đi xuống phía dưới thì chúng ta sẽ có khu vực cần số. Thế nhưng mà cần số của chiếc xe này thì chúng ta sẽ chỉ có số D và số L mà thôi. Trên vô lăng thì cũng sẽ không có lễ chuyển số. Điều này thì có nghĩa là các bạn sẽ không có cái khả năng là kiểm soát được tỷ số chuyển của chiếc xe một cách chủ động. Đó, và các bạn sẽ phải phụ thuộc vào cái hộp số CVT ở trên cái chiếc xe này. Thao tác của nó ra làm sao thì lát nữa khi mà chạy thì mình sẽ chia sẻ thêm và chia sẻ kỹ hơn. Thế nhưng mà chiếc xe này thì nó cũng sẽ có chế độ lái các bạn nhé. Nó sẽ có thêm một cái chế độ lái là chế độ Sport. Thì về cơ bản là chế độ Sport nó cũng sẽ chỉ như bao chiếc xe khác. Nó sẽ tăng cái độ nhạy của chân ga, cũng như là nó sẽ giữ bằng tua cao hơn một chút thôi. Và cái nút bấm thì nó nằm ngay ở trên cần số này. Đó, chúng ta chỉ bấm một cái nút ở trên cần số thôi là sẽ kích hoạt cái chế độ Sport. Mình nghĩ có cái chế độ Sport là một cái điểm hay. Ở trên những chiếc xe có chế độ lái thể thao ấy thì mình luôn có thiện cảm nhiều hơn. Bởi vì sao? Bởi vì vấn đề nó không phải là mình cần đi nhanh, mà là cái chế độ Sport này nó sẽ cải thiện được cái phản hồi chân ga của chúng ta. Bởi vì không phải ai cũng thích có một cái cảm giác đi xe nó êm ái, nó dễ chịu. Như cá nhân mình thì mình thích cái cảm giác mà đạp chân ga xuống ấy, nó phải bắt ga nhanh. Thì cái chế độ Sport này nó sẽ giải quyết được cái vấn đề đấy. Mặc dù là nó sẽ tốn xăng hơn một tí, nhưng mà cái cảm giác lái xe của chúng ta ấy, nó sẽ có một cái gì đấy nó chủ động hơn. Một chi tiết nữa không thể bỏ qua được, đó là ở trên Amera chúng ta sẽ có hệ thống tự động ngắt động cơ. Cái hệ thống này thì nó là một cái mà gây khá nhiều tranh cãi, đặc biệt là ở thị trường Việt Nam. Bởi vì so với cả cái điều kiện giao thông Việt Nam ấy, chúng ta đi đường ùn tắc rồi chúng ta bị dừng lại khá là nhiều, thì nhiều người là có thể sẽ không thích cái chế độ và cái chức năng là tự động ngắt động cơ như thế này. Thế nhưng mà với cá nhân mình thì mình nghĩ là thế này. Nếu như mà các bạn quan tâm đến cái việc tiết kiệm xăng ấy, thì có một cái fact sự thật. Nếu như các bạn dừng xe và các bạn tắt máy trên 7 giây là khi đấy các bạn đã bắt đầu tiết kiệm xăng rồi. Nên nếu như mà chúng ta có thể chủ động sử dụng được cái hệ thống tự động ngắt động cơ như thế này thì chúng ta sẽ có thể tiết kiệm được xăng nhiều hơn, đặc biệt là trong cái thời buổi giá xăng nó cũng tương đối là cao như thế này. Về option các thứ thì nó cũng chỉ có như vậy thôi. Thực sự là như thế thì so với cả phân khúc mà nó cũng tương đối là ổn rồi. Và bây giờ chúng ta nói về không gian đi. Không gian ngồi thì cái phần vị trí lái này, chân của mình nó không bị cấn. Phần đầu thì tất nhiên là thoải mái rồi. Và ghế ngồi thì cái phần da ghế này ngồi cũng tương đối là êm. Và nó ôm người nữa. Cho nên là nói về cái không gian ngồi như thế này thì không có gì mà để phải phàn nàn cả. Có lẽ là bây giờ phải đi ra hàng ghế thứ hai xem là cái vị trí đằng sau thì nó như thế nào nhá. Nếu như các bạn đã từng ngồi cái hàng ghế thứ hai của chiếc Nissan Sunny trước đây ấy, thì thực sự là cái xe này rất là rộng, và ở trên chiếc Amira này thì không gian của nó thì không có gì phải bàn cả. Tôi thấy ngồi nó thoải mái thôi. Ngồi ba người mình nghĩ là vẫn ngồi khéo thì vẫn ngồi được đấy. Một điểm nữa là cái ghế này ngồi thì cái độ ngả nó vừa phải, và như mình đã nói ban nãy rồi, cái phần đệm nó rất là êm. Cho nên là khi mà chúng ta ngồi ở trên chiếc Amira này, ngồi hàng ghế thứ hai và đi quãng đường nó dài dài một chút thì mình nghĩ là nó cũng không gây ra một cái cảm giác nó bị mệt mỏi hay khó chịu đâu. Ngồi khá là thích. Chỉ có một cái là cái da này ngồi nó hơi bí thôi. Ngồi lâu có thể nó sẽ hơi nóng một tí. Ở phía đằng sau chúng ta sẽ có một cái vị trí để chai nước ở trên cửa này, một vị trí để chai nước ở giữa. Thế nhưng mà cái điểm đặc sắc ở đây ấy, nó không phải là vị trí để chai nước đâu các bạn, mà nó là vị trí đặt hai cái cổng sạc. Nếu như mà ngồi ở hàng ghế phía trước thì các bạn sẽ để ý là chiếc Amira nó sẽ không có cái bệ tì tay hay là một cái hộp để đồ giống như là Vios chẳng hạn. Thế nhưng mà thay vào đấy họ sẽ có trang bị hai cái cổng sạc nằm ở ngay cái vị trí đằng sau cái phanh tay. Và cái vị trí như thế này mình có thể nói là thiết kế nó rất là thông minh này. Rất nhỏ nên tại sao lại thông minh? Bởi vì với một cái vị trí để cổng sạc ngay chính giữa cái chiếc xe như thế này ấy, thì khi các bạn cắm dây vào, kể cả người ngồi trước cũng có thể sử dụng được sạc, và người ngồi ở hàng ghế thứ hai cũng có thể sử dụng được cổng sạc này. Thường nếu như mà những cái chiếc xe mà cái cổng sạc nó đặt nguyên cho hàng ghế thứ hai, đôi khi chúng ta có một cái dây chúng ta cắm ở đằng sau, chúng ta lại vòng qua đằng sau, chúng ta lấy, chúng ta kéo lên đằng trước, chúng ta cắm. Thì với một cái vị trí đặt cổng sạc nó như thế này này, ngay chính giữa chiếc xe, một người có thể sử dụng được cái cổng sạc này ở tất cả các vị trí trên xe. Và cái dây nó chỉ cần ở đấy thôi, ai sử dụng cũng được. Và đây là một cái điểm chi tiết rất là nhỏ, nhưng cá nhân mình thì mình thấy nó rất là hay. Nó khá là thông minh trên cái thiết kế của cái chiếc xe này.
Đó vị trí ở đằng sau thì nói chung là chúng ta đã chả thiếu gì. Thiếu mỗi cái bệ tì tay ở đằng sau thôi. Nếu như mà có thêm cái bệ tì tay ngồi thì nó sẽ thoải mái hơn. Rồi nói nhiều đến nội thất quá rồi, bây giờ đến phần chính thôi. Lái xe. Cầm lái cái chiếc Amira này thì cái yếu tố đầu tiên chúng ta phải nhắc đến đó là khối động cơ. Tất nhiên rồi, đó là một trong những cái điểm gọi là ngôi sao ở trên cái chiếc xe này mà. Và cái khối động cơ này thì nó cũng là cái yếu tố mà nó thu hút được cá nhân mình với cả cái chiếc Nissan Almera này. Như đầu video mình đã chia sẻ rồi, nó có những cái công nghệ ví dụ như là mirror coating giống như ở trên chiếc GTR. Cái khối động cơ này nó thể hiện ra làm sao? Cái đầu tiên chúng ta phải nói là cái độ lag của turbo cảm nhận được nó rất là ít. Và nếu như các bạn đang chạy ở cái chế độ D mà không bật chế độ sport ấy, chế độ bình thường đấy, thì cái phản hồi chân ga nó cũng không phải là quá chậm chạp. Tất nhiên là khi mà chúng ta không bật cái chế độ sport để chế độ thường thì chúng ta vẫn có thể cảm nhận được một cái độ delay nhẹ nhẹ của chân ga. Thế nhưng mà chỉ cần đạp sâu hơn một xíu thôi thì ga nó bắt cũng tương đối là nhanh nhẹn. Và thêm với một cái việc nữa là turbo nó lại ít, thế cho nên là cái cảm giác mà chiếc xe này nó di chuyển, đặc biệt là ở trong đô thị, nó cực kỳ là nhanh nhẹn luôn, nhanh nhẹn dã man. Thì chúng ta sẽ có một cái khối động cơ với thông số là 152 Nm mô men xoắn cực đại. Thế nhưng mà bởi vì nó là một khối động cơ tăng áp cho nên là cái mô men xoắn cực đại nó sẽ được duy trì ở một giải vòng tua, chứ không phải là ở một điểm như là động cơ hút khí tự nhiên. Và ở trên chiếc xe này thì với con số 152 Nm nó là có thể nói là tương đối top trên ở trong cái phân khúc hạng B bây giờ rồi. Thì cái khả năng tăng tốc của chiếc xe này, đặc biệt là ở trong đô thị, cực kỳ là tốt. Chúng ta sẽ có những cái pha đạp ga và cái chiếc xe vọt lên nó rất là nhanh nhẹn, vượt xe tương đối là dứt khoát, mà không có nhiều cái sự chậm trễ của turbo ở đây để mà chúng ta có thể cảm thấy bị sốt ruột. Đó là một trong những cái điểm mà mình cảm thấy rất thích ở cái khối động cơ của Almera, những cái gì mà nó thể hiện lại. Theo những thông tin mình tìm hiểu được á, thì những cái khối động cơ 1.0 tăng áp này của Nissan này, ở trên những cái chiếc xe sử dụng hộp số tự động hay là hộp số vô cấp, thì cái con số mô men xoắn cực đại của nó là 152 Nm. Thế nhưng mà nếu như nó nằm ở trên một cái khối động cơ đi cùng với cả hộp số sàn ấy, thì nó sẽ là 160 Nm, tức là nó lớn hơn một chút xíu. Không biết điều đấy có đúng với cả Almera số sàn ở Việt Nam hay không, bởi vì hiện tại thì họ cũng đã ngừng bán cái phiên bản này rồi. Mặc dù đối với cá nhân mình thì cái phiên bản số sàn nó lại là cái phiên bản mình muốn lái nhất. Lát nữa mình sẽ nói thêm vì sao lại như thế. Quay trở lại về khối động cơ này, phản hồi nhanh nhạy, khả năng tăng tốc rất tốt. Thế nhưng mà quay lại với con số công suất cực đại của nó, tất nhiên chúng ta sẽ có một khối động cơ dung tích nhỏ 1.0, 3 xi lanh tăng áp, thế cho nên là cái công suất cực đại chúng ta có được chắc chắn là nó sẽ không nhiều. Chúng ta sẽ chỉ có con số là 98,6 mã lực mà thôi. Tất nhiên nhiều người sẽ nói là 100, nhưng 100 đơn vị là PS, các bạn đổi ra HP nói là 98,6 thôi. Thì cái con số này nó không phải là nhiều. Và nếu như mà so với những đối thủ khác trong phân khúc, ví dụ như kiểu Honda City ý, thì nó thua đến mười mấy mã lực cơ. Mặc dù là có mô men xoắn cực đại lớn, khả năng tăng tốc ổn, thế nhưng mà khi mà các bạn chạy ở giải tốc độ cao, các bạn gọi là đâm hậu ấy, khi đi đường trường ấy, thì khi đấy là cái thời điểm mà cái chiếc Almera này nó sẽ tỏ ra hơi đuối một chút. Bởi vì cái chiếc xe này nó không có nhiều mã lực. Khi mà các bạn tăng tốc, khi mà các bạn đi ở cái giải tốc độ cao, thì cái khả năng vận hành ở tốc độ cao của nó sẽ thua kém một chút so với cả những cái đối thủ khác mà sử dụng khối động cơ 1.5 hút khí tự nhiên và 4 xi lanh, động cơ mô nhỏ và chỉ có 3 xi lanh, thì tất nhiên là cái công suất của nó sẽ nhỏ hơn rồi. Nhưng mà mình nghĩ là với một cái chiếc xe như là Almera thì nó vẫn là đủ. Mà một cái chiếc xe hạng B chúng ta sẽ di chuyển phần lớn nhiều hơn là ở trong đô thị, cho nên là cái cảm giác tăng tốc của khối động cơ này nó mang lại rõ ràng là nó sẽ vượt trội hơn nhiều so với cả những cái đối thủ mà sử dụng khối động cơ 1.5 nhưng mà hút khí tự nhiên. Tiếp theo là chúng ta sẽ đến với cả cái phản hồi của cái hộp số CVT trên chiếc Nissan Almera. Các cá nhân mình thì mình sẽ ưu tiên phiên bản số sàn hơn, bởi vì các bạn biết là một cái khối động cơ 1.0 tăng áp xong rồi số sàn nghe nó có giống JDM không? Nghe như GTR đúng không? Thế nhưng mà cái hộp số CVT này thực ra thì cái phản hồi của nó hay là những cái thao tác của nó, cảm giác nó mang lại thì cũng không hề tệ một tí nào. Bên cạnh cái việc là cái chân ga của chúng ta vào nhanh, hộp số nó cũng bắt lực tương đối là nhanh. Thì như Nissan họ công bố là cái hộp số CVT ở trên chiếc Almera này nó có một công nghệ gọi là D-Logic Shifting gì đó. Tức là về lý thuyết ấy, là nó sẽ giả lập lại cái cảm giác sang số của một cái hộp số tự động có cấp.
Thế nhưng mà cá nhân mình thì mình thấy là với cái công nghệ này thì nó cũng sẽ không giúp ích được quá nhiều cho cái việc lái xe bình thường, đặc biệt là với một cái chiếc xe nó không phải là xe đua như kiểu Civic, Civic hoặc thứ gì cả. Thì cái công nghệ đấy nó cũng sẽ không hỗ trợ được quá nhiều về cái cảm giác lái. Nhưng mà đổi lại thì mình thấy là cái hộp số này nó có cái khả năng hiểu ý người lái khá tốt. Thế khi các bạn đạp sâu chân ga và các bạn muốn tăng tốc nhanh thì cái hộp số nó có cái thao tác thay đổi tỷ số truyền cũng rất là nhanh nhẹn để chúng ta có được một cái giải vòng tua nó tối ưu nhất, để chúng ta có một cái gia tốc tốt nhất ở một cái khoảng thời gian nhanh nhất. Đó là một cái điểm mà mình thấy là cái hệ thống máy tính ở cái hộp số CVT trên chiếc Ibera này nó làm khá là tốt, và nó tạo ra cho một cái cảm giác là chúng ta sẽ không bị lái một cái chiếc xe CVT nó quá là ỉ ạch hay là nó lề dề. Đó là một cái điểm mà mình nghĩ nó là một cái điểm lợi. Và cái cảm xúc tốt đến từ cái khối động cơ này nó còn đến từ phần âm thanh nữa các bạn. Khi mà các bạn đạp sâu chân ga ở trên cái chiếc xe này ấy, và sau đấy thì các bạn nhả chân ga ra ấy, thì khi đạp sâu chân ga, tăng tốc gắt, các bạn có thể nghe được cái tiếng turbo nó rít tương đối là rõ rệt. Và khi mà nhả chân ga ra ấy, thì nó sẽ có cái tiếng xì của cái blow of valve. Và nó nghe rất là giống như cái cảm giác mà các bạn xem những cái video của những cái chiếc Nissan GTR mà được độ công suất ấy. Turbo rất là to và cổng xả nó rất là lớn, và mỗi lần mà chuyển số vòng tua giảm xuống nó sẽ có một cái tiếng xì của turbo. Thì cái chiếc xe này khi mà chúng ta đạp sâu chân ga, tăng vòng tua lên cao, sau đấy nhả chân ga ra, chúng ta có thể nghe được những cái tiếng xì đấy nó rất là rõ. Và theo một góc nhìn nào đấy thì nó sẽ đem lại một cái cảm giác lái nó tương đối là vui vẻ ngay từ cái khoản âm thanh nó mang lại thôi. Và nếu như mà các bạn chạy một cái chiếc xe số sàn ấy, mỗi khi mà các bạn sang số ấy, các bạn sẽ đều được nghe được cái tiếng xì đấy, chứ nó sẽ không giống như cái hộp số CVT này là chúng ta sẽ phải nhả ga ra rồi lại bơm ga lại. Đó là thêm một yếu tố nữa vì sao mà mình lại thích cái hộp số sàn này trên chiếc Ibera này hơn. Nó mang nhiều cái hiệu ứng thôi nhá, của một cái dòng xe thể thao đến từ Nissan. Thế nhưng mà quay lại câu chuyện là vậy thì cái cảm giác lái chiếc xe này nó có thể thao thực sự hay không, thì câu trả lời là không đâu. Chúng ta sẽ có một khối động cơ vui vẻ như vậy thôi, thế nhưng mà cái cảm giác lái của chiếc xe này thì nó lại không hề đem lại một cảm xúc thể thao như thế một chút nào cả. Cái thứ nhất đó chính là đến từ cái phần cảm giác vô lăng. Chúng ta sẽ có một cái phần vô lăng có trợ lực biến thiên và nó cũng có một cái độ siết tương đối là vừa tay, có thể nói là dễ chịu và không bị đem lại một cảm giác thiếu tự tin. Thế nhưng mà nói là như vậy thôi, chứ còn về những cái phản hồi từ mặt đường hay những cái thông tin thì cái vô lăng này nó sẽ không đem lại được nhiều. Và chúng ta sẽ tất nhiên sẽ không thể nào đòi hỏi được một cái phần vô lăng nó lái phải kiểu xuất sắc ở trong một cái phân khúc xe hạng B loanh quanh tầm dưới 600 triệu được. Sự thật là như thế. Và cái điều thứ hai đó chính là liên quan đến hệ thống treo của chiếc xe này. Chiếc Ibera thì sẽ có một cái hệ thống treo nó được thiên về cái sự thoải mái, êm ái, phục vụ cho cái sự dễ chịu khi ngồi xe nhiều hơn là một cái cảm xúc lái xe nó vui vẻ. Cái hệ thống treo này khi mà chúng ta đi qua những cái phần gờ giảm tốc hay là đi qua những cái phần dao động mạnh thì những cái dao động đấy nó sẽ được làm mịn đi, và ngồi trong xe chúng ta sẽ cảm thấy tương đối là êm. Nó sẽ không có cái cảm giác bị đấm thốc thùng thục vào người đâu, mà thực ra thì đi nó như kiểu lướt qua những cái phần bề mặt đó rất là dễ chịu. Thế nhưng mà đổi lại thì chúng ta sẽ có một cái phần giảm xóc, nó sẽ sót lại tương đối nhiều dao động khi mà chúng ta đi qua những cái phần gờ đường xấu. Và ví dụ như các bạn đi qua những cái mô cầu thì cái chiếc xe nó sẽ phải bồng bềnh một lúc, tròng trành một lúc thì nó mới ổn định lại được thân xe. Cũng giống như cái việc mà khi chúng ta vào cua, khi chúng ta vào cua thì cái chiếc xe này nó sẽ có một cái cảm giác là nghiêng ngang, lắc ngang thân xe khá nhiều, xe nghiêng khá là nhiều. Và sau khi mà cua xong thì nó cũng sẽ mất một lúc để nó ổn định lại thân xe, chứ không thể nào mà nó ổn định nhanh như là những cái dòng mà có cái hệ thống treo nó cứng vững hơn được. Đây là một cái sự đánh đổi khi mà chúng ta chạy những cái dòng xe ở cái phân khúc kiểu hạng B rồi mức giá loanh quanh hơn 500 triệu như thế này. Thì chúng ta sẽ phải lựa chọn giữa việc là sự thoải mái, êm ái khi mà lái xe hay là một cái cảm giác nó cứng vững, nó ổn định hơn. Thì với cái chiếc Ibera này nó là một cái cảm giác mà chúng ta sẽ cảm thấy nó êm ái, nó dễ chịu. Nó mang lại một cái sự thoải mái khi ngồi lái nhiều hơn là một cái cảm xúc vui vẻ khi mà lái xe. Cái điều này thì mình thấy là nó sẽ tốt khi mà các bạn mua xe về sử dụng hàng ngày, đi ở trong đô thị, đặc biệt là đường Hà Nội thì nó không được đẹp lắm. Và các bạn phục vụ gia đình thì gia đình các bạn khi mà đi cái chiếc xe này sẽ cảm thấy là đỡ bị mệt hơn so với cả một cái chiếc xe mà có hệ thống treo mà nó vững hơn.
Nói qua một chút về cái sự thoải mái ngồi trong xe, bên cạnh cái việc là hệ thống treo nó êm, nó dễ chịu và không gian ngồi dễ chịu, ghế êm, thì cái tiếng ồn từ bên ngoài môi trường đi vào trong xe nó cũng không phải là một cái gì đấy đáng kể ở đây. Mình thấy là khả năng cách âm so với cả trong phân khúc của chiếc Almera thì nó là tương đối ổn, cũng như là cái tiếng ồn từ phía mặt đường lên trên xe. Thì cái chiếc xe này sử dụng một cái bộ lốp là 195/65/15, tức là cái thành lốp nó tương đối là dày. Thế cho nên là bên cạnh cái việc nó êm ái thì nó cũng giúp cho cái chiếc xe nó đỡ bị ồn hơn, và ngồi trong xe nó cũng cảm giác không bị quá là khó chịu. Ở đi trong phố này thì thậm chí là đôi khi không để ý được tiếng lốp đâu. Còn cái tiếng động cơ thì như mình nói, như bình thường thì đi nó không nghe thấy gì đâu. Thì khi các bạn chạy gắt lên thì các bạn sẽ nghe thấy tiếng động cơ nó gào lên, và cái tiếng turbo nó rít, cũng như là cái tiếng xả nó sẽ xì một cái, nghe nó cũng khá là phấn khích đối với những ai mà kiểu trẻ trẻ thích lái xe như mình. Một cái yếu tố cuối cùng mình muốn nhắc đến là cái độ rung. Đây là một khối động cơ 3 xi lanh, và động cơ 3 xi lanh thì lúc nào nó cũng sẽ có một cái độ rung nhiều hơn so với cả động cơ 4 xi lanh. Cái điều này là đương nhiên. Thậm chí mình còn đang chạy một chiếc xe máy động cơ 3 xi lanh cơ, nên là mình rất hiểu rõ cái độ rung của một cái động cơ 3 xi lanh nó như thế nào. Thế nhưng mà ở trên chiếc Almera này thì nó không phải là một cái gì đấy khiến cho chúng ta phải chú ý quá nhiều. Nếu như các bạn đạp tăng tốc gắt lên thì có thể cảm nhận được cái độ rung nhẹ nhẹ đấy ở trên phần vô lăng mà thôi. Chứ còn đi bình thường thì cái độ rung nó sẽ được triệt tiêu khá là tốt, và chúng ta nếu như mà không phải quá để ý thì sẽ không cảm nhận được cái độ rung của cái động cơ 3 xi lanh đấy đâu. Đó là một cái điểm mà mình nghĩ là với một người dùng bình thường chúng ta không quan tâm quá nhiều thì cái này nó không phải là một cái vấn đề gì cả, không phải là một cái để gây ra chúng ta một cái cảm giác khó chịu. Và đó là tổng kết lại về chiếc Nissan Almera phiên bản mình đang chạy, là phiên bản VL, bản full option cao nhất. Thì chúng ta bên cạnh việc có những cái option hỗ trợ lái an toàn, ví dụ như là cảnh báo điểm mù hay là camera 360 vân vân, thì cái chiếc xe này cũng có một cái khối động cơ mình có thể nói là vui vẻ bậc nhất ở trong phân khúc hạng B bây giờ. Đó, không cần thiết là công suất nó phải quá lớn, nhưng nó động cơ nhỏ, tăng áp và chúng ta có khả năng tăng tốc tốt, nhanh nhẹn ở trong đô thị. Nó là một cái điểm mà có lợi thế rất nhiều so với cả những cái đối thủ khác cùng phân khúc bây giờ. Đặc biệt là cái khả năng tiết kiệm nhiên liệu của nó thì cũng rất ổn nữa, chỉ loanh quanh hơn 6 lít với cái điều kiện test xe của mình, đường hỗn hợp, con số quá là ấn tượng luôn. Và cái chiếc Almera này thì bên cạnh cái việc động cơ nó đem lại nhiều cảm xúc vui vẻ thì cái cảm giác lái nó lại thiên về cái sự êm ái dễ chịu nhiều hơn. Là cái việc là chúng ta sẽ có một cái chiếc xe lái hay là một cái chiếc xe đem lại một cái cảm giác thể thao. Và mình cũng muốn gửi lời cảm ơn đến showroom Nissan 19 Lê Văn Lương, Hà Nội đã hỗ trợ cho đường hai chiều chiếc xe này để có thể quay video đánh giá gửi đến cho các bạn. Nếu như các bạn quan tâm đến những cái dòng xe của Nissan thì đường link cũng như là liên hệ mình sẽ để ở phía dưới phần mô tả của video. Vậy thì các bạn nghĩ thế nào về chiếc Nissan Almera, một cái chiếc xe sedan hạng B với một cái mức giá là dưới 600 triệu đồng, có công nghệ của Nissan GT-R, thì hãy để lại comment ở phía bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thấy hay thì quên like, share như là subscribe đường hai chiều, và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Xin chào.